tránh ra. Tôi giờ uống thuốc rồi. Bác là vợ của bác ấy ạ. Không phải là vợ của tôi, ở đây chỉ vợ của tôi. Ông ơi, ông đi đâu mà tôi tìm ông từ sáng tới giờ á. Tránh ra. Tôi giờ uống thuốc rồi, đi về. Ủa, bác là vợ của bác ấy ạ. Đúng rồi. Bà nói xạo, bà không phải là vợ của tôi, ở đây chỉ vợ của tôi. Ông ơi, đi về uống thuốc đi ông. Con uống nước đi. Cảm ơn con đã phụ bác để đưa ông về. Ủa, mà sao cháu thấy bác trai không phải là cựu chiến binh mà bác lại mặc đồ lính vậy? À, chuyện là vậy. Ông có một người em sinh đôi. Rồi hồi đó đó là người ta kêu ông đi lính á. Mà lúc đó thì bác đang mang thai. Bệnh lên bệnh xuống à. Em của ổng thấy vậy á, mới thay anh mình đi lính. Sau đó thì chú ấy bị bom nổ tử trận. Lúc mà nhận xác á, ổng ra ổng nhận xác em ổng, ổng thấy thảm quá. Rồi ổng bị sốc, về ổng mới bị tâm thần luôn. Lúc nào ổng cũng mặc đồ lính vậy á, để tưởng nhớ đến em mình, như là nó còn sống vậy đó. Vậy con có hai bác đâu ạ? Nó thấy ba nó như vậy á, nó xấu hổ, nó bị bỏ đi biệt tâm rồi. Bác chỉ lo sợ có cái là rủi ro mà bác ra đi trước ổng, rồi không biết ai chăm sóc cho ổng. Bác ơi, hay từ giờ hàng tháng cho con gửi ít tiền để chăm sóc hai bác, coi như là con thay mặt thế hệ trẻ để đền đáp công ơn của các bậc cha chú đã đi trước ạ. Bác cảm ơn con.